Hi guys, welcome back. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa part 4 trong phần reading mẫu nhé. Trong phần reading part 4 này thì người ta sẽ cho các bạn một đoạn văn dài. Và xen giữa những đoạn văn đó chúng ta sẽ có những ô trống từ câu 16, 17, 18, 19 cho đến 20. Và trong mỗi ô trống này thì các bạn sẽ phải điền một câu thích hợp để làm sao cho đoạn văn này nó có nghĩa. Và chúng ta sẽ có lựa chọn A, B, C, D cho tới H. Và trong mỗi ô trống thì các bạn chỉ được phép điền một từ và không được phép điền lặp lại nha. Trong bài này thì người ta kể chuyện về câu chuyện trồng cây tại trường của một nhóm học sinh. Người kể là Mark Rotherham, 13 tuổi. Và chúng ta sẽ sử dụng phương pháp cơ bản nhất, đó là chúng ta sẽ xác định xem là trong cái việc trồng cây này thì bước nào diễn ra trước, bước nào diễn ra sau đó. Và chúng ta sẽ xác định được là từng cái ô trống này người ta đang nói về cái hoạt động gì, các bước gì, và chúng ta sẽ chọn ra cái phương án thích hợp nhất cho cái ô trống đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái part 4 này nhé. Mùa xuân này, giáo viên của chúng tôi gợi ý rằng chúng tôi nên tham gia một cái dự án môi trường, trồng một vài cây xanh xung quanh trường. Tất cả mọi người thì đã nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay. Vậy nên chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm online, tìm kiếm cái cây nào tốt nhất để trồng. Chúng ta thấy câu 16 này sẽ liên quan đến cái việc lựa chọn cây xanh để trồng. Nếu chúng tôi muốn chúng ở đây là những cái cây rồi, những cái cây có thể được phát triển một cách phù hợp, thì chúng phải là cái loại cây thích hợp. Nhưng mà có rất là nhiều loại cây chúng tôi có thể lựa chọn. Ok, vậy thì câu 16 này sẽ liên quan đến việc lựa chọn cây để trồng. Ý A, chúng tôi cố gắng tránh những khu vực thì đây là không liên quan đến cây cối này. Ý B, tuy nhiên bố mẹ của chúng tôi thì đã đề nghị giúp đỡ với việc đào đất, thì cái này cũng không liên quan đến việc chọn cây cối. Điều này nghĩa rằng cái cây đó có một cái mầm bệnh, có một cái bệnh mầm bệnh gì đó thì này cũng sai. Ý D, nhưng chúng tôi sớm đã phát hiện ra rằng việc chọn cây khá là phức tạp. Đó, thì ý D này liên quan đến việc chọn cây để trồng. Vậy thì câu 16 này đáp án sẽ là ý D. Tiếp theo, giáo viên của chúng tôi thì đã gợi ý rằng chúng tôi nên tìm kiếm những cái cây mà nó phát triển tự nhiên trong cái khu vực, trong cái môi trường của chúng tôi đấy, trên hành tinh này. Đây chắc là những cái cây. Những cái cây này thì sẽ phù hợp hơn với những cái môi trường hoang dã, những cái động vật hoang dã ở đây. Vậy là giáo viên thì đã đề nghị rằng chúng tôi hãy nên chọn những cái cây mà nó phát triển trong cái khu vực tự nhiên của cái khu vực địa phương của cái trường của họ đấy. Vậy nên thì nó sẽ phù hợp hơn đối với môi trường, đối với thế giới hoang dã ở đây. Vậy thì 17 này thì vẫn liên quan đến việc chọn lựa cây, nhưng mà nó sẽ còn phải liên quan đến đó là cái khu vực địa phương nơi mà họ ở. Ý D này chúng ta đã chọn rồi đúng không? Nên mình đã gạch đi để cho nó đỡ phức tạp, chúng ta đỡ bị loạn. Ý E, điều này tốt cho những cái cây trẻ, những cái cây non, cái này không đúng. Ý F, chúng tôi biết rằng đây là họ có nhiều niềm vui như chúng tôi có, cái này không liên quan đến việc chọn cây. Ý G, ít nhất thì chúng tôi đang làm điều đó vào đúng mùa thì cái này cũng không đúng. Ý hát, theo cách đó thì những cái cây này nó sẽ quen thuộc đối với điều kiện của môi trường địa phương. Đúng rồi, local condition, đây chính là điều kiện của địa phương. Vậy nên đáp án của câu 17 này chúng ta sẽ chọn phương án là hát. Đó, vẫn là việc chọn cây xanh và nó sẽ liên quan đến là chọn những cái cây mà nó thích hợp cho cái môi trường của địa phương. Đoạn tiếp theo, sau đó, đoạn tiếp. Vậy là đoạn 1 này là trong câu 16-17 này chúng ta đã chọn hai phương án mà liên quan đến việc chọn lựa cây xanh để trồng. Đoạn tiếp theo này sẽ là
bước tiếp theo trong cái việc trồng cây của họ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc xem là sẽ liên quan đến cái bước gì nhá. Sau đó chúng ta sẽ phải nghĩ về cái nơi nào là tốt nhất để trồng cây đó. Vậy thì cái đoạn này người ta sẽ nói về cái địa điểm để có thể trồng những cái cây này. Chúng tôi đã biết được rằng cái cây thì nó sẽ happy, hạnh phúc nhất, tức là sẽ tốt nhất, sẽ phát triển tốt nhất nơi mà chúng có không gian để có thể phát triển, với nhiều không gian cho những cái nhánh cây. Những cái cây này có lẽ là sẽ bị hư hại, hư hỏng khi mà ở gần khuôn viên của trường. Đấy, ví dụ vậy nên là họ sẽ không chọn khuôn viên, đấy, cái không phải khuôn viên mà là cái sân chơi của trường. Rồi chấm chấm chấm. Cuối cùng thì chúng tôi đã tìm được một cái góc yên tĩnh gần với vườn của trường, thật là hoàn hảo. Đó, vậy thì 18 này sẽ là tìm một cái nơi thích hợp để trồng những cái cây này và không được gần cái khu vui chơi của trường. Ý A, vậy nên chúng tôi cố gắng tránh những khu vực nơi mà học sinh rất là năng động. Đó, thì ý A này là liên quan đến cái khu vực nào để trồng cây và tránh những cái khu vực nào không nên trồng ở đó. Vậy thì các bạn thấy câu 18 này là liên quan đến cái việc lựa chọn địa điểm để trồng cây. Vậy thì nó rất là thích hợp cho cái ý A này, rất là thích hợp cho câu 18 này rồi. Vậy thì ta làm đúng ở đây, chắc chắn là ý A. Sau khi mà họ đã tìm được nơi để trồng rồi thì họ sẽ làm gì? Khi mà chúng tôi đã trồng cây thì chúng tôi biết là chúng tôi sẽ phải chăm sóc những cái cây này rất là cẩn thận. Vậy thì đoạn này sẽ liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng những cái cây này. Chúng tôi took turns, chúng ta có cụm take turn thì nghĩa là luân phiên nhau, thay phiên nhau làm gì. Tất cả chúng tôi thì thay phiên nhau kiểm tra xem, kiểm tra những cái lá của cây thường xuyên và đảm bảo rằng không có những cái vết kỳ lạ lại hay là những cái dấu gì đó ở trên chúng. Rồi tại sao họ lại phải kiểm tra xem là không có những cái dấu, những cái vết kỳ lạ trên những cái lá? Sau đó chúng tôi quyết định là kiểm tra vào mùa xuân tiếp theo trong trường hợp những cái lá này nó bị chuyển sang màu vàng quá sớm. Đó, vậy thì vẫn là cái việc kiểm tra lá thôi, đúng không? Và đây là cái hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng cây cối. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem câu 19 này nó sẽ là phương án nào. Ý B, bố mẹ giúp đỡ đào đất, thì cái này chắc chắn là sai rồi. Ý C, điều này có thể nghĩa rằng cây nó đang có một cái bệnh gì đó, thì câu này là hợp lý này. Đằng trước câu 19 người ta nói rằng người ta phải kiểm tra lá thường xuyên và đảm bảo rằng không có những cái vết kỳ lạ ở trên chúng. Đó, bởi vì là khi mà những cái lá mà nó có những cái vết kỳ lạ thì điều này có thể nó nghĩa rằng là cây này có bệnh. Vậy nên đáp án ở đây sẽ là ý C, liên quan đến việc chăm sóc cây cối, kiểm tra cây cối. Ok, đoạn cuối nào, chúng ta đã đoạn cuối. Right, đoạn cuối rồi, chúng ta Alright, đến đoạn cuối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ check xem là alright, đoạn cuối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ alright, đoạn cuối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc xem là đoạn cuối này người ta sẽ nói về thông tin gì. Chúng ta đã có chọn cây, trồng cây, chăm sóc cây. Tất cả chúng tôi thì đều biết rằng chúng tôi sẽ không ở cái trường này nữa cho đến cái thời điểm mà cái cây này nó phát triển cao lên. Và điều này thì hơi buồn một chút. Nhưng chúng tôi đã trồng cái cây, những cái cây này là để có lợi không chỉ cho môi trường
mà còn là những cái thế hệ học sinh trong tương lai tại trường của chúng tôi. Chấm 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 chấm. Và cái suy nghĩ này thì đã làm chúng tôi vui lên đấy. Và cái suy nghĩ này thì đã cổ vũ chúng tôi lại, làm chúng tôi phấn chấn lên rất là nhiều. Vậy thì cái câu 20 này người ta không còn nói về cái việc là các bước trồng cây nữa, mà người ta nói về cái ý nghĩa của cái việc trồng cây này, đó là không những hưởng lợi môi trường và mà còn hưởng lợi cho các thế hệ sinh trong tương lai. Điều này họ làm cho họ vui phấn chấn lên rất là nhiều. Vậy câu 20 này vẫn vậy thì trong câu 20 này người ta sẽ nói về cái ý nghĩa tích cực của cái việc trồng cây. Ý B, bố mẹ giúp đỡ đào đất, thì cái này vẫn là sai rồi đúng không? Ý E, điều này tốt cho những cái cây non, thì cái này cũng không đúng. Ý F, chúng tôi biết rằng họ sẽ có nhiều niềm vui như là chúng tôi có. Vậy thì họ ở đây sẽ là những cái học sinh thế hệ trong tương lai. Đó, họ cũng sẽ có nhiều niềm vui từ cái việc có nhiều cây cối xung quanh trường như là những cái bạn học sinh trồng cây này có. Đó, vậy thì ý F này nó sẽ liên quan đến việc ý nghĩa của việc trồng cây. Và đáp án đúng ở đây chúng ta sẽ chọn là phương án F. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong cái phần part 4 trong phần reading của đề này. Đây là một cái dạng mà chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp tiếp cận rất là cơ bản. Đó là các bước của một hoạt động, trình tự của một hoạt động gì diễn ra trước và hoạt động gì diễn ra sau. Đó, chúng ta đã xử lý rất là nhanh gọn và rất là dễ dàng đúng không? Ok, nếu mà các bạn có thắc mắc hay là câu hỏi gì thì các bạn hãy để lại dưới phần comment nhé.